Kính chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản thực tế của Thành Lan. Và trước mặt cô chú anh chị đó chính là toàn cảnh vị trí nút giao giữa DT769 và cổng vào của khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, cũng như đối diện sẽ là cổng vào khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn của chúng chị nhé. Phía dưới của chúng ta đó chính là tuyến đường 48m, tuyến đường N23 xuyên tâm dự án của chúng chị ạ. Sau này sẽ kết nối đi qua xã Bình An và với DT769B, và phía dưới cũng sẽ có một cái ngã tư thứ hai, đó chính là N23 kết nối với N54. Với cái tuyến đường N23 thì có vỉa hè mỗi bên là 10m và rộng 48m hai bên. Cô chú anh chị đang được thấy ở phía giữa thì sẽ có con lươn và trụ đèn hai bên. Ở đây chính là toàn cảnh mà Thành Lan cập nhật ngày 25 tháng 3 năm 2024. Dạo gần đây khi đầu năm thì cô chú anh chị đã thấy rằng cái nhịp giao dịch bất động sản đã khá là nhiều rồi. Đầu năm thì có rất nhiều cá mập cũng như là nhiều nhà đầu tư và nhiều anh chị em đã gom được tiền để mua đất ở trong tái định cư Lộc An Bình Sơn, cho nên lượng giao dịch đầu năm rất là nhiều của chúng chị nhá. Hầu như thì những cái bất động sản ngộp rẻ từ 900 đến 1 tỷ thì đã hết rồi, không còn nữa. Chỉ trong một cái khoảng thời gian đầu năm hơn 1 tháng thôi mà những cái bất động sản từ 1 tỷ là đã không còn nữa rồi của chúng chị ạ. Bây giờ giá đã nhỉnh lên một xíu nữa rồi. Thì hôm nay Thành Lan làm mục đích để cập nhật cho cô chú anh chị tình hình và cái hình ảnh mới nhất để chúng ta thấy được rằng cái tốc độ xây dựng so với những cái video mà một vài tháng trước kia thì bây giờ cái tốc độ xây dựng và nhà đã mọc lên nhiều hơn rất là nhiều rồi cô chú anh chị ạ. Phía dưới chúng ta thì đang thấy rằng đã mọc thêm một cái quán cà phê ngay vị trí nhà xanh của mặt tiền vị trí của N39. Ở đây đó chính là mốc giao ngã tư với N39 và N23. N39 cũng là 48m, vỉa hè 10m của chúng chị nhé. Trước mặt của chúng ta đó chính là phân khu trường học, chúng ta tạm gọi là như thế. Phía dưới gần phân khu này ở mặt tiền N39 thì sẽ là 80m2, có giá dao động là 2 tỷ rưỡi một nền. Và chúng ta đang được nhìn thấy đại công trường đang thi công ở phía dưới. Đây là đang thi công trường cấp 1 của chúng chị với diện tích rất là lớn của chúng chị ạ, với hơn 2 hecta đang thi công ngôi trường cấp 1. Đấy, vài tháng trước chúng ta thấy rằng trường cấp 1 này chưa thi công đúng không? Bây giờ thì đã thi công rất là nhộn nhịp rồi. Những gì mà Thành Lan thông báo cho cô chú anh chị ở những video trước đó chính là trường cấp 1 này đưa vào khởi công thì bây giờ họ cũng đang làm tấp nập rồi. Đây chính là cái ngã ba kết nối giữa N39 và tuyến đường D16 của chú anh chị ạ. Vị trí này cô chú anh chị thấy gì không khác không ạ? Có nghĩa là cái lượng xây dựng ở đây đã được khoảng tầm 30% cho cái phân khu nhà máy nước này rồi. Vâng, chúng ta đang được thấy là 30% rồi cô chú anh chị nhá. Đấy, chúng ta đang thấy là với những cái căn mà hôm bữa xây thì đã hoàn thiện và về ở rồi. Còn 3 căn đang xây ở trong cái khu nhà máy nước này. Ở phía trong thì đường vẫn chưa làm cô chú anh chị ạ. Và vị trí này phía dưới thì sẽ là mặt tiền đường DT769B. Và cái vị trí phía trong sẽ có một cái hành lang cây xanh. Hiện tại thì hành lang cây xanh cũng chưa làm. Ở đây người ta đốt cỏ rồi này. Cái quỹ đất đốt cỏ màu đen này, đây chính là một cái quỹ đất để làm cây xăng của chúng chị ạ. Cái quỹ đất này khá là đẹp và hiện tại thì cũng chưa làm, bởi vì lý do là chưa DT769 chưa thông nên chưa làm của chúng chị. Và phía trước của chúng ta đó chính là nhà máy nước, một trong những cái dự án được gọi là rất tốn rất nhiều tiền của khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, lên tới gần 100 tỷ cho cái nhà máy nước trước mặt của chúng chị đây. Và công suất của nó hoạt động là 4.000 mét khối trên một ngày. Đó là cái công suất mà chúng ta nghe công bố thôi, chứ còn thực sự ra thì cũng chưa có sự kiểm nghiệm. Tuy nhiên với cái nhà máy nước này được đầu tư công phu thì nó không những là cung cấp cho cả khu tái định cư này mà là những cái khu tái, những khu xung quanh sau này, tái định cư xung quanh sau này sẽ là dùng cái nhà máy nước này để xử lý cô chú chị nhá. Đầu tư một cái nhà máy nước rất là bài bản đó, thì cô chú chị sẽ nhìn thấy những nhà máy nước như thế này ở các cái khu công nghiệp. Với cái công suất của cái nhà máy nước này rất là lớn của chúng chị nhá. Và phía dưới đây chính là cái bãi đất trống mà cô chú chị đang được thấy rằng là người ta cũng làm cỏ rồi này nọ ở phía dưới. Đó chính là cái vị trí mà người ta sẽ sắp tới làm lại cái cây xanh của chúng chị ạ. Đó, thì yêu cầu đốt để làm lại cây xanh của chúng chị và để cho thoáng đãng ấy. Thời điểm Thành Lan đang quay là 12 giờ trưa, nó rất là nắng của chúng chị ạ. Và sắp tới sẽ làm lại cái hành lang cây xanh này.
Vị trí này đây chính là lá phổi xanh ngăn cách khu nghiệp của chúng chị. Ở cái vị trí này chúng ta sẽ thấy toàn cảnh với cái mật độ xây dựng đã rất là nhanh của chúng chị. Thành lens quay khá là nắng cho nên là nó hơi bị cháy hình ảnh, của chúng chị thông cảm cho thành lens nhé. Hiện tại ở phía dưới chúng ta đây chính là toàn cảnh cái phân khu 1, phân khu nhà máy nước. Chúng ta đã thấy là rất là khác so với đầu năm 2023 phải không ạ? Cái mật độ và lượng xây dựng lên đã khá là nhiều, được 30% cái khu nhà máy nước này rồi. Khu nhà máy nước thì nó sẽ là một khúc này thôi của chúng chị nhé. Đấy, nhiều người cứ chê nhà máy nước nhưng mà thực tế ra ở đây nhà xây lên rất là nhiều rồi. Mua với cái giá rẻ thì chúng ta sẽ đồng nghĩa với việc là bán cho dân được cái giá rẻ. 2 tháng trước ở cái khu nhà máy nước này nó còn mức giá là 1 tỷ, nhưng bây giờ không còn chú anh chị nhé. Bây giờ giá sẽ từ 1.1 tỷ đến 1.2 tỷ ở cái khu này rồi. Đó, thì cô chú anh chị đang được thấy rằng là người ta cũng đang có những vòi rồng này, mật độ xây dựng rất là nhiều cô chú anh chị nhá. Trưa nắng 1 giờ trưa mà những cái vòi rồng đang phun để đổ rồi này. Đấy, đây chính là mật độ xây dựng ở khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn rất là nhanh. Trong khu này có khoảng 4 đến 5 căn đang xây cô chú anh chị nhá. Đó, thì chúng ta sẽ thấy được toàn cảnh mà Thành Lens review thực tế và báo giá luôn. Với cái mặt tiền đường N54 này, giá sẽ là 2 tỷ rưỡi của chúng chị nhá. Nếu mà chúng ta làm được giá tốt hơn thì giá nó sẽ thấp hơn 2 tỷ rưỡi. Đó. Và những cái trục đường mà ở phía trong, giá bây giờ sẽ là 1 tỷ 1. Nếu mua được lô tốt, giá tốt thì 1 tỷ 050, tuy nhiên bây giờ thì sẽ không còn cái giá đấy nữa. Rất là khó để mua được cái giá đấy nữa rồi cô chú chị ạ. Ở đây đã lên 1 tỷ 1 đến 1 tỷ 2 rồi. Không còn giá 1 tỷ 050 nữa. Rất là hiếm những cái bất động sản mà 1 tỷ 050 ở đây. Và cô chú chị đang được thấy nhà ở đây thì sẽ có diện tích là 80 m vuông. Ở phía trong đường chưa làm. Những cái dây điện người dân đang kéo tạm, sau này sẽ không có những dây điện như vậy ở khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn. Và tất cả sẽ là điện âm nước máy hết 100%. Ở cái mặt đường mà nhìn ra nhà máy nước thì giá nó cũng như vậy cô chú chị nhá. Thế giá là 1 tỷ 2 mà thôi. Ở phía dưới những trục đường như thế này ngày xưa sẽ có giá bán rất là cao, tuy nhiên bây giờ thì giá cũng đã rẻ rồi cô chú chị nhá. Trước mặt của cô chú chị ở đây chính là những cái công trình đang thi công và đang đầu móng để làm rồi này. Ở trước mặt của chúng ta đã có 3 căn đang trong quá trình đầu móng và một căn ở đầu kia thì đang đổ là 4 căn rồi cô chú chị. Đấy, thì ở trong này đã có 4 đến 5 căn đang trong quá trình xây dựng. Rất là nhanh chóng thôi thì ở đây sẽ lấp đầy với những căn nhà ở trong cái vị trí khu nhà máy nước này. Vì lý do là ở đây là những cái khu mà giá rẻ người ta cũng mua làm nhà ngay. Và nhiều dân cư thì phải di dời cho nên người ta sẽ làm nhà rất là sớm. Khu nhà máy nước này chỉ mới được cấp trong năm 2023 thôi. Chỉ mới 1 năm thôi cô chú chị. Thì đã có khá là nhiều cái căn nhà mọc lên ở đây rồi. Và vị trí Thành Lens sẽ bay cho mọi người ở trước mặt phía dưới của chúng ta. Vị trí này nối ra tuyến đường D16. Vị trí tuyến đường D16 là một tuyến đường rộng 33m, vỉa hè mỗi bên 5m. Ở vị trí này sẽ rất gần khu công nghiệp. Với cái quỹ đất ở phía dưới là cái quỹ đất mà sắp tới sẽ bốc cấp phát của chúng chị nhé. Hiện tại thì chưa cấp phát cho nên là chưa có nhà. Những cái quỹ đất nào mà chưa cấp phát thì chúng ta sẽ thấy rằng là chưa có nhà của chúng chị nhé. Với vị trí phía trước, phía dưới này thì mọi người đang thấy rằng đây sẽ là cái khu vực mà sắp tới sẽ có rất nhiều nhà xây này. Tại vì cái vị trí này là cái vị trí mà hiện tại bây giờ là chưa bốc của chúng chị. Khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn thì cũng đang trong cái quá trình cho bốc tiếp những cái giai đoạn sau này. Ở phía dưới chúng ta là tuyến đường DT769B của chúng chị. Khu này đường sẽ thông hết, sẽ không có đường cụt cô chú anh chị nhé. Ở phía dưới cái khu mà chưa bốc này thì hiện tại bây giờ sắp tới trong năm 2024 sẽ bốc này. Giữa đường DT769 và khu tái định cư thì sẽ có một cái dãy hành lang cây xanh. Phía trong cũng sẽ có những công viên nhỏ cô chú anh chị ạ. Thì những cái khu này sắp tới cũng sẽ bốc hết. Giá ở khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn những lô phụ 80m2 thì bây giờ ở những khu gần trường học đã là 1 tỷ 2 cho đến 1 tỷ 250 rồi. Trước mặt của chúng ta cái khu ở phía trong này. Khu này cũng vừa mới được cấp phát và diện tích ở khu này sẽ là 80m2 của chúng chị nhé. Ở cái vị trí này ở phía trong
thì rất là thoáng của chúng chị ạ. Những cái con đường với nhau nó rất là ngắn, rất là thoáng. Thành Len cũng đánh giá cao ở cái khu này, bởi vì ở đây xây nhà rất là vui, ở thì cái không khí rất là thoáng mát cô chú anh chị ạ. Khi mà chúng ta đi mua bất động sản ấy, tôi có lời khuyên là cô chú anh chị nên đi vào buổi chiều để chúng ta nhìn xem cái cảnh vật của nó có vui vẻ không, cái không khí nó như thế nào đấy, thì chúng ta sẽ nắm bắt được là cái bất động sản ở khu vực đấy có tiềm năng hay không, hoặc là mua để ở. Tại vì cái không khí hoặc là cái cảnh vật mà nó rất là buồn ấy thì chúng ta không nên mua, bởi vì nó u ám, thì kể cả cái tường năng lượng ở đó nó thấp, chúng ta sinh sống nó cũng không có mang lại lợi ích sức khỏe đâu cô chú anh chị. Nên là những cái khu vực nào mà cái tường năng lượng cao, cái không khí rất là vui tươi vào buổi chiều xuống ấy, thì đó là những cái quỹ đất có tường năng lượng cao và rất là tốt nhá. Ở phía dưới, ở vị trí này thì hiện tại đang cho bốc thăm ở cái khu vực đất trống của chúng chị nhá. Khu vực nào mà trống là khu vực chưa cấp phát của chúng chị, và trong năm nay thì sẽ cấp phát này. Vừa rồi cũng bốc một ít ở khu vực khác, ở khu vực trống phía dưới cũng sẽ sắp tới cho bốc nhá. Ở vị trí này người ta cũng đang đốt này, cô chú anh chị thấy không? Đây là dân phòng đốt của chúng chị nhá. Đó, người ta triển khai đốt để dọn sạch cỏ, để làm cái cảnh quan cho khu tái định cư này. Phía dưới cô chú anh chị, đây chính là nhà thờ giáo xứ Thành Tâm với tổng diện tích lên tới 13.770 m². Đó là cái vị trí xây nhà thờ cô chú anh chị nhá. Và ở vị trí này chúng ta cũng sẽ có với trường học mầm non Lộc An cô chú anh chị ạ. Và trường học này với diện tích là hơn 5 sào cô chú anh chị, 6.465 m². Vị trí trước mặt của chúng chị đây chính là tuyến đường N54 của chúng chị nhé. Bây giờ tôi sẽ quay một vòng ở cái phân khu này để cho cô chú anh chị nắm bắt được cái mật độ xây dựng. Với mật độ xây dựng trên cái trục đường N54 này thì rất là nhiều rồi, và buôn bán kinh doanh rất là sầm uất rồi. Giá trên trục đường N54 này thì rất khá là đắt cô chú anh chị nhé. Vỉa hè 5m và chúng ta sẽ có đối diện cũng là vỉa hè hành lang cây xanh. Ở phía dưới là hoa dương quán. Đây hoa dương quán thì sẽ là lô nhập vườn 10 x 25 và hai lô liền kề, đó chính là 20 x 25 với tổng diện tích là 500 m². Hiện tại hoa dương quán chủ cũng đang bán với cái mức giá là 20 tỷ thương lượng. Giá như vậy là so với khu vực là vẫn rẻ của chúng chị vì có sổ rồi. Và trong cái dãy này thì với nhập vườn 10 x 25 sẽ có mức giá là 8 tỷ rưỡi. Còn nếu từ cái vị trí này đi đổ ngược lại ngã ba thì lô 5m sẽ có giá là khoảng 3 tỷ 7 đến 4 tỷ rưỡi tùy theo nền của chúng chị nhá. Đó là 5m nhá. Và đó là 525. Vị trí ngang 10 thì ở đây bán từ 8 tỷ rưỡi. Và phía dưới chúng ta sẽ thấy rằng đây chính là ngân hàng Vietcombank. Đó, thì với những cái mặt bằng như thế này, cô chú chị nhìn vào cái mật độ xây dựng đã chiếm trong cái khu này là khoảng tầm 40% rồi. Đấy, cô chú chị thấy nhà không ạ? Nhà rất là đông cô chú chị nhá. Ở cái trục đường N54 này buổi chiều buôn bán rất sầm uất với không khí cực kỳ vui vẻ, mang cái tường năng lượng rất là lớn cô chú chị ạ. Ở tái định cư Lộc An Bình Sơn, đường nhỏ nhất sẽ là từ 5m cho đến 7m lòng đường là những trục nhỏ, còn những trục lớn là sẽ từ 13m lòng đường cho đến 17m lòng đường của chúng chị ạ. Trước mặt của chúng chị phía dưới đây chính là nhà hàng góc hai mặt tiền đường quê tôi, rất là đẹp, vừa mới được khánh thành và khai trương cách đây không lâu của chúng chị nhá. Với cái nhà hàng này Thành Len đánh giá khá là cao và chủ cũng đang cần bán với hai sổ liền nhau. Chiều bám đường của N54 sẽ là 25m và chiều thâu vào của tuyến đường D10 sẽ là 23m của chúng chị nhá. Rất là rộng và đẹp, góc hai mặt tiền đường, kinh doanh rất là sầm uất của chúng chị ạ. Với một sổ là 113m và một sổ còn lại sẽ là 250m của chúng chị ạ. Đó chính là những cái bất động sản mà hiện tại đang bán và đẹp, mang giá trị cao. Thành Len quay cho mọi người để chúng ta nắm bắt được của chúng chị ạ. Với cái vị trí ở phía dưới đây chính là tuyến đường D10 của chúng chị, có thể thấy rằng với cái vị trí này là tuyến đường có con lươn rất là lớn. Ở đây chúng ta thấy rằng dân cư rất là đông ở khu này rồi. Mặt tiền đường D10 này thì giá nó sẽ là từ 2 tỷ 2 cho đến hơn 2 tỷ 2 cô chú chị nhé, tùy theo diện tích. Nếu mà lô nhà vườn thì nó sẽ đắt hơn cô chú chị ạ.
ở phía dưới của chúng ta đây chính là tuyến đường N47. Đây là một trong những cái tuyến đường mà Thái Lan đánh giá rất là cao, bởi vì cái tuyến đường N47 này là tuyến đường không có con lươn của chú chị nhá. Với khu dân cư này là nhà vườn rất là đẹp, Thành Len rất là thích ở cái phân khu này, bởi vì phía trong là toàn là nhà vườn và ở đây thì dân đã ở rất là đông rồi. Với cái mức giá của một sẹt đi vào đây mà 5 x 25 sẽ có giá là 1.9 tỷ cho đến 2.2 tỷ tùy theo nền và vị trí cô chú chị nhá. Ở trong khu trước mặt cô chú chị, nhà đã rất là đông rồi và những cái vị trí như quán cà phê này rồi nhà hàng khách sạn cũng đã có rồi cô chú chị nhá. Ở vị trí phía dưới đây chính là ngã tư kết nối giữa tuyến đường D10 và tuyến đường N39. Ở trục N39 thì chúng ta sẽ có trường học cấp 1, trường học mầm non, trường học cấp 2 và ủy ban nhân dân xã ở cuối đường. Trước mặt của chúng chị, những cái quỹ đất trống như ở phía dưới đây là những quỹ đất sắp tới sẽ cho bốc và cấp phát nha. Lý do chưa có nhà và có người là do nhà nước chưa cấp phát cho nhân dân, vẫn đang thuộc quản lý của nhà nước và chưa có cấp cho người dân, cho nên là chưa có nhà nha. Nên có nhiều người không hiểu về tái định cư Lộc An Bình Sơn thì cứ nói bậy bạ là ôi sao thấy cái quỹ này trống. Tại vì lý do là nhà nước chưa cấp cho người dân thì người dân làm gì mà có mà xây nhà, đúng ạ. Thì đây chính là những cái quỹ đất mà sắp tới trong năm 2023 thì sẽ bốc nha, cấp phát nha. Cụ thể là tại xã Suối Trầu đang có một phân khu người dân chưa di dời, thì đó là những cái phân khu mà sau này sẽ bốc và cấp phát ở đây cô chú chị ạ. Trong sân bay quốc tế Long Thành vẫn đang còn nhiều cái phân khu dân cư chưa giải phóng hết đâu mọi người, nên là chúng ta phải nắm được cái tình hình đấy để chúng ta biết được khu tái định cư tại sao mà có những khu đất trống như thế này cô chú chị nhá. Nhà thờ giáo xứ Thành Tâm như video hồi nãy mình đã quay để mọi người thấy được, Thành Len sẽ quay rất là kỹ nên có nhiều đoạn nó sẽ bị trùng hình ảnh, thì cô chú chị thông cảm để chúng ta nắm được toàn bộ những hình ảnh thực tế của cái khu tái định cư này. Với phía dưới là trường mầm non Lộc An cô chú chị nhá. Trường này đã đưa vào hoạt động và đã giảng dạy rồi. Ở tái định cư Lộc An Bình Sơn sẽ có tới 8 trường học và một quỹ đất làm trường cấp 3. Thì trường mầm non thì hầu như đã xây hết rồi cô chú chị. Đây là một trường mầm non Lộc An và cái trường mầm non Xanh Xanh kia cũng đã xây gần xong rồi. Và sẽ có 3 cái ngôi trường mầm non như thế này và một ngôi trường mầm non rất là lớn. Đó, thì tất cả các trường mầm non thì 4 trường đã xây xong rồi. Đó. Và hiện tại thì trường cấp 1 cũng đang thi công một cái và một cái dưới kia thì đã xây xong đưa vào hoạt động. Trường cấp 2 thì một cái đang thi công còn một cái thì đã thi công xong. Đó chính là các cái quỹ đất trường để chúng ta nắm rõ được. Và bây giờ thì Thành Len sẽ quay thấp hơn để mọi người nhìn thấy được cái nhà thờ giáo xứ Thành Tâm. Nhà thờ giáo xứ Thành Tâm này là một trong hai nhà thờ tái định cư Lộc An Bình Sơn, và sau khi mà nhà thờ này đưa vào hoạt động thì sẽ là cái nhà thờ lớn nhất ở trong vùng xã Lộc An cũng như là lục vùng Bình Sơn của chúng chị nhá. Với một cái quy mô rất là lớn và xây dựng rất là hoành tráng và chắc chắn của chúng chị ạ. Nhà thờ nằm vị trí đắc địa và ở phía dưới của chúng ta đang thấy rằng là đây chính là cái công trình mà đang thi công của nhà thờ. Trong nhà thờ thì sẽ có khu vực trường học này, rồi chúng ta sẽ có những cái khu vực như là để tưởng niệm này ở phía ngoài này, vân vân. Mình thì không có theo đạo giáo nên mình cũng không có hiểu rõ về cái nhà thờ này. Bởi vậy nên cô chú anh chị nếu muốn thì chúng ta có thể nghiên cứu thêm nhé. Mình chỉ biết là diện tích là 13.770m thôi. Và cái quỹ đất mà đối diện nhà thờ phía trước sẽ là dùng để làm khu vui chơi giải trí công viên công cộng cho cái nhà thờ là gần 6.000m2. Đấy, 5.827m. Còn về cái công năng và chi tiết trong nhà thờ thì mình cũng chỉ biết sơ qua và không có nghiên cứu kỹ. Đó. Thế cô chú chị đang được thấy quỹ đất trống phía trước nha. Thì đây là cái hình ảnh mình quay vào tháng 3 năm 2024, thì cuối năm nay hoặc là qua năm sau mình quay thì cái nhà khi mà cấp phát ở đây rồi á thì nhà sẽ mọc lên nườm nượp tiếp nữa cô chú anh chị nhá. Thì lúc đấy cô chú anh chị sẽ thấy rằng lại thêm cái đợt dân cư về nữa thì sẽ rất là nhanh chóng thôi. Bởi vì cô chú anh chị đã thấy được cái quy mô mà xây dựng trường ở đây rồi thì chúng ta thấy rằng là dân cư ở đây thì sẽ rất là đông, rất là sầm uất. Cho nên đầu tư ở tái định cư Lộc An Bình Sơn là một cái điểm sáng
rất là hợp lý. Cùng với đó là nhiều cái người làm công việc tại sân bay đã về đây tìm để mua đất ở đây khá là nhiều rồi cô chú chị ạ. Với cái mức tiếp cận bây giờ 1 tỷ đồng cô chú chị đã mua và chưa có làm sổ được, nhưng mà chúng ta có thể xây nhà được rồi, thì mua ở đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt nha. Đó, và cô chú chị đang được thấy đây chính là toàn cảnh mà thành Land Bay không theo một cái quỹ đạo nào cả để chúng ta thấy được hoàn toàn cái khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này của chú chị ạ. Với cái vị trí trước mặt cô chú chị ở đây chính là phân khu 2 cô chú chị nhá. Ở đây nhà rất là đông rồi, hơn 3.500 nhà dân đã được xây, và phía dưới cái đường có con lươn, đây chính là tuyến đường N7. Mặt tiền đường N7 này với cái vị trí khu bảng chữ cái ở đầu cuối đường này thì mình đang có một bất động sản đang bán với diện tích là 5 x 16 80 m², giá chủ đang ngộp bán với giá là 1.2 tỷ xx đấy. Cô chú anh chị mà muốn biết được cái mức giá thì liên hệ Thành Len nhá, để chúng ta nắm rõ được cũng như là sở hữu được cái bất động sản trên tuyến đường N7 nhá. Tuyến đường N7 một cái tuyến đường cũng khá là đẹp, tuy nhiên thì có con lươn hơi to, và ở phía dưới chúng ta là cái khu mà rất là được ưa chuộng bởi vì gần chợ. Trước mặt của chúng ta sẽ thấy rằng đây chính là tuyến đường N23 này, khu vực gần chợ này đó, thì với cái những cái bất động sản đây thì được người ta săn đón rất là nhiều. Và ở phía dưới chúng ta đây chính là tuyến đường N25. N25 thì song song với N23 ngay cái vị trí gần chợ. Ở đây Thành Len cũng đang có một cái bất động sản bán diện tích là 5 x 25 trên trục đường N23 này hướng Bắc, giá bán là 2 tỷ chốt của chú anh chị nha, không có thương lượng gì hết nha, và chưa có sổ nha, mình cũng nói thẳng luôn nha. Đó là N25 ngay vị trí gần chợ, gần vòng xoay, vị trí đắc địa, 2 tỷ cho 5 x 26,5 nha, đắt hơn những cái lô 5 x 25 nha, vì diện tích nó lớn hơn. Và phía trong là những cái quỹ đất nhà vườn, nhà vườn ở trong này thì có con lươn giá từ 3,5 tỷ đó trở lên. Tuy nhiên thì với những cái bất động sản ngộp thì giá bán sẽ rẻ hơn khoảng tầm 3 tỷ đấy, và có những giao dịch còn rẻ hơn nữa. Tuy nhiên thì tại thời điểm bây giờ thì giá đã về tầm đấy rồi. Ở khu này dân cư rất là đông mọi người ạ. Và phía dưới đây chính là tuyến đường N39 này. Đó, thì trong cái cụm này dân cư khá là đông. Như cái tuyến đường trước mặt cô chú chị này, Thành Len cũng đánh giá rất là cao này, bởi vì những cái tuyến đường như thế này là những cái tuyến đường rất là được ưa chuộng cô chú chị ạ. Đó, thì chúng ta sẽ biết được rằng là những cái tuyến đường như thế nào có được ưa chuộng hay không. Tại vì những cái tuyến đường đó là những cái tuyến đường rất là đẹp. Và vị trí này Thành Len sẽ quay để mọi người, cô chú anh chị có thể nắm rõ được tất cả các cái quy hoạch ở trong tái định cư Lộc An Bình Sơn, để chúng ta hiểu rõ về cái khu này hơn, để chọn được cái vị trí đẹp nha. Đó, thì ở phía dưới của chúng ta đây chính là cái vị trí mà góc của D10 và cái góc của N39. Những cái miếng đất trống ngày xưa thì có quán nhưng bây giờ thì dẹp rồi. Ở đầu kia đó chính là cái quỹ đất mà vừa rồi đang cho bốc ở trong cái quỹ này này cô chú anh chị. Đó, đây thì sẽ có trường mầm non này. Trường mầm non này cũng đã xây xong rồi. Và cái vị trí mà trước mặt cô chú anh chị ở phía dưới đây thì Thành Len cũng đánh giá khá là đẹp. Đó, ở những cái vị trí mà trước mặt cô chú anh chị thì như những cái trục đường mà ở phía trong á, cô chú anh chị đang được thấy là cái trục đường D35 này, là cái trục trước mặt của chúng ta ở phía trong ấy, thì những trục đấy bất động sản cũng đang có bán. Tuy nhiên thì tùy theo chủ bán nhá, giá mà cao thì Thành Len cũng thấy rằng là đang rất là khó bán. Ở cái phân khu này thì sẽ có là nhà vườn 8, nhà vườn 9, nhà vườn 13. Đó, và trước mặt cô chú anh chị đường N39 này thì sẽ là phân khu LK22, LK21, thì chúng ta có thể nắm rõ được cái vị trí mà sau này cô chú chị có thể hỏi Thành Len, à cái vị trí NK22, NK21, đường N39 đối diện trường cấp 2 ở đâu, thì Thành Len sẽ biết để mình trả lời cô chú chị nhé. Đó, đây chính là cái vị trí mà nhà văn hóa này, và phía dưới cam luôn là trường cấp 2 đang xây dựng, và cái quỹ đất kế bên, cái quỹ đất trống lớn lớn này này, đây chính là cái quỹ đất mà Thành Len nói là quỹ đất trường cấp 3. Quỹ đất trường cấp 3 của chúng chị nhá, hiện tại thì cũng chưa thi công. Ở phía dưới thì chúng ta nhìn về cái nguyên cái cụm này, cái đất đang trống này, và đây chính là trường cấp 2 này, hiện tại đang thi công này.
đó đang thi công và xây dựng thôi chú anh chị. Còn rất là nhiều hạng mục trong ngôi trường này chưa được làm xong nữa. Đó thì đó chính là những cái hình ảnh mà Thành Len quay thực tế để mọi người nắm bắt được cái khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này. Khi mà hỏi Thành Len cho dễ nhá, để Thành Len còn biết đường ở cái vị trí nào để Thành Len trả lời. Như những cái phân khu mà trước mặt của chúng chị, phân khu đất trống này này và hướng về cái nhà thờ ấy, thì hiện tại vẫn còn chưa cấp phát nha. Đó. Và đây chính là toàn cảnh trường cấp 2. Thành Len quay để mọi người nắm bắt được chính xác ở cái vị trí, cũng như là nắm bắt được sơ bộ về cái quy hoạch ở trong khu tái định cư này, để chúng ta thấy rõ được cái phân khu nào chúng ta sẽ mua, giá như thế nào cô chú chị nhá. Từng mức giá một, Thành Len thì sẽ công khai cập nhật giá để cho chúng ta có thể nắm bắt được. Và cái giá thì thị trường thay đổi thì giá nó lên thôi. Nhiều cô chú anh chị cứ sợ là mình công khai giá rồi mai mốt rồi mình bán ra sao, thì tùy thị trường lên thì tất cả đều lên, có phải mình bán đâu. Cứ tất cả lên rồi thì khách đi mua người ta cũng biết, người ta làm, người ta sẽ hỏi chỗ này chỗ kia, người ta sẽ nắm giá được khu vực. Là ví dụ như giá từ không còn giá 2 tỷ nữa mà nó lên 3 tỷ rưỡi rồi thì vẫn bình thường, tại vì đi mua chỗ khác giá cũng vậy. Và cái lô mà người ta đã thích lô mình rồi thì cũng không có cần phải quan trọng cô chú anh chị nhá. Phía bên tay phải sẽ là quỹ đất công viên, bên tay trái là quỹ đất trường cấp 3. Nên là Thành Len đánh giá rất là cao ở cái trục này của chúng chị ạ. Một cái trục N39. Đó, một cái trục thương mại mà tương lai sẽ rất là sáng nha. Chúng ta đi mua đất thì chúng ta cũng phải để ý xem là trên trục đường của mình có cái gì, và là những cái trục như thế nào, để sau này mình buôn bán kinh doanh cho nó hợp lý. Mình kinh doanh về lĩnh vực mặt hàng nào. Phía dưới đó chính là ngã tư với N39 và tuyến N23. Đó thì trên cái trục đường N39 này thì giá nó sẽ từ 3 tỷ rưỡi cho đến 4 tỷ một nền, là 5 x 25 của chúng chị nhá. Đó rất là đẹp. Phía dưới của chúng ta đây chính là tuyến đường của khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn, hay còn gọi là tuyến đường Bưng Môn, và đó chính là cái tuyến đường chính đi vào xã Lộc An Bình Sơn của chúng chị nhá. Ngoài DT769 thì đây chính là cái tuyến kết nối từ quốc lộ 51, và sau đó chúng ta sẽ đi qua khu dân cư và qua nhiều cái vị trí như là khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn này, và sau đó sẽ kết nối vào đây để đi vào khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, kết nối vào tuyến đường D18, và điểm cuối cùng sẽ là kết nối DT769. Đây là một cái tuyến đường hết huyết mạch của chúng chị nha. Sẽ kết nối từ ngoài quốc lộ 51 và đi qua nút giao của T2 để đi lại đây. Có nghĩa sau này dân cư ở đây đi vào sân bay quốc tế Long Thành sẽ đi đúng chính là cái tuyến đường D18 này, để chúng ta đi vào sân bay quốc tế Long Thành của chúng chị nhá. Ra nút giao T2 và sau đó chúng ta sẽ lên nút giao T1 và đi vào 25C để đi vào sân bay quốc tế Long Thành. Khoảng cách chỉ mất khoảng 5 km mà thôi. Đấy, đấy là cái tuyến đường mà rất nhiều người quan tâm là tái định cư Lộc An Bình Sơn sau này chúng ta đi vào sân bay là như thế nào. Thì tôi xin trả lời là chúng ta có thể đi cổng này, hoặc là cái cổng mà đối diện cổng khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn, để kết nối vào tuyến đường Lộc An Bình Sơn này để lên tuyến T2 của chúng chị nhá. Nút giao giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và giao nhau với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu ở khúc T2. Đấy. Và phía dưới đây chính là tuyến đường D18. Tuyến đường D18 ngay vòng xoay này. Thì trên cái trục này giá ngày xưa sẽ là từ 7 đến 8 tỷ một nền. Tuy nhiên bây giờ giá đã rất là mềm rồi. 5 tỷ 2 chúng ta đã có một lô có sổ ở đây rồi. Thế nên đang còn một cái lô có sổ trên cái trục đường D18 này là 5 tỷ 2 của chúng chị nhá. Còn những cái lô mà chưa có sổ thì giá nó sẽ dao động từ 3 tỷ 8 cho đến 4 tỷ rưỡi một nền, tùy theo nền của chúng chị nhá. Còn cái phân khu khúc mà từ 3 tỷ 8 đến 4 tỷ thì Thành Len cũng đang có một vài nền để cô chú anh chị có thể nắm rõ được, và chúng ta biết được cái mức giá của các cái trục đường của chúng chị ạ. Chúng ta đang được thấy đây chính là bên phải và bên trái là cái phân khu mà nhà ở nhiều nhất của chúng chị ạ. Và nguyên ở đây thì hơn 3.500 nền đã được xây lên ở tái định cư Lộc An Bình Sơn, trên tổng số là 7.500 nền. Như vậy thì chúng ta đã xây được 50% của khu tái định cư Lộc An Bình Sơn rồi cô chú chị ạ. 7.500 nền mà đã xây được 3.500 nền rồi.
đấy thì rất là nhanh cô chú chị nhá. Đó thì đã xây được 50% trên tổng cái khu tái định cư Lộc An Bình Sơn rồi, nên là cô chú chị chú ý chỉ vài năm nữa thôi khi sân bay hoạt động thì sẽ không còn đất trống nữa đâu, rất là ít đất trống nữa nha. Đó thì trong cái khu này này cô chú chị thấy không, ở thành len bay gió quá nên cam hơi lắc, cô chú chị thông cảm. Hơn nữa vào cái buổi trưa cô chú chị có thể thấy những cái nền trời xung quanh này không, gió cực kỳ lớn này, cam nó muốn lúc lắc không bay được luôn đó. Trong đoạn này thành len cũng để vậy để cho cô chú chị có thể biết được những cái sự vất vả. Cô chú chị có thể thấy phía dưới này gió thổi mà lung lay đến cỡ đấy, cây cao su đến cỡ đấy thì cái cam của mình quay nó chịu không nổi cô chú chị ạ. Và chúng ta sẽ thấy rằng hôm nay quay á, trời thì nhìn cái cảnh vật nó rất là sáng nhưng mà nó bị mờ đúng không, bởi vì 1 giờ trưa thành len quay mà cái không khí bụi bẩn do đang thi công sân bay quốc tế Long Thành nên là cái lốc xoáy rồi bụi bẩn ngập trời luôn. Cô chú anh chị có thể để ý rằng khi mà cô chú anh chị đi qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi qua khúc sân bay thì bụi bẩn rất là nhiều. Và về cái vấn đề này thì Sở Môi trường tại tỉnh Đồng Nai đã lập văn bản và xử phạt bên Tổng Công ty Hàng không VAC hơn 200 triệu rồi cô chú anh chị. Đó, thì chúng ta đang được thấy rằng đây chính là tuyến đường D22 này và phía dưới đó chính là tuyến đường song hành. Gió rất là to, cam bay rất là lắc, cô chú anh chị thông cảm nhé. Ở phía trước vừa rồi đó chính là khu chùa và đây chính là khu bảng chữ cái này. Cô chú anh chị nhớ cho mình nhé, đây chính là khu bảng chữ cái, khu đông dân nhất luôn. Và hiện tại ở trong khu này thì Thành Len đang có một cái bất động sản có sổ sẵn rồi cô chú anh chị, với diện tích là 5x16 có sổ sẵn rồi trong khu này, 80m2, chủ đang đòi bán là 2 tỷ 1. Thành Len cũng đã làm giá đạp xuống rồi nhưng mà chủ không chịu cô chú anh chị ạ. Mình đã làm giá để cho khách chốt nhưng mà chủ vẫn đòi cứng là 2 tỷ 1, không chịu bớt luôn. Đó thì cái câu chuyện là 2 tỷ 1 thì với 80m2 thì Thành Len đánh giá là với tại cái thời điểm giao dịch bây giờ thì không có rẻ, nên là Thành Len đã cố gắng làm giá xuống nhưng không được, ông chủ cũng không có cần tiền. Đó, và đây chính là tuyến đường N7 của chúng chị nhá. Đấy, đây chính là tuyến đường N7 và trước mặt cô chú anh chị tuyến N7 này Thành Len có một bất động sản 5x16 với cái mức giá rất là ngộp nha, 1 tỷ 2 xx. Nếu muốn biết x mấy thì phải liên hệ Thành Len, số điện thoại trên màn hình cô chú anh chị nha. Ở phía dưới sẽ là tuyến mặt tiền đường D22 cô chú anh chị ạ, và đây chính là trường học cấp 1 đã đưa vào hoạt động, và đối diện trường học cấp 1 sẽ là trường học cấp 2 cô chú anh chị nha. Dân cư khu vực này thì rất là đông, với khu tái định cư Lộc An Bình Sơn thì sẽ có 8 trường học đang xây rồi, và đến lúc mà xây trường cấp 3 nữa thì sẽ có 9 trường học của chúng chị. Tuy nhiên tại thời điểm bây giờ thì về vấn đề xây trường cấp 3 thì còn chưa khởi công, nên là chúng ta sẽ biết được rằng là 8 trường học đã hoạt động và cũng đang khởi công, chưa xong hết 8 trường nhưng đã xây được hơn 60% rồi. Như là trường cấp 2 cũng có một trường hoàn thiện này, trường cấp 1 có một trường hoàn thiện rồi này, còn trường mầm non thì 4 trường đã xây xong rồi. Đấy, cô chú anh chị thấy ghê không? Đó, xây xong cơ bản về 4 trường mầm non và đã có 3 trường đưa vào hoạt động rồi. Đó, thì trong năm nay thì sẽ xây được hoàn thiện 4 trường mầm non kia. Đó, thì trường cấp 2 và trường cấp 1 thì mỗi cái sẽ có 2 trường thì đã xây được 50% rồi này. Đó, thì chỉ còn 2 trường đang trong quá trình thi công thôi. Cái khu trước mặt của chúng ta là khu bảng chữ cái, và đây chính là mặt tiền N23 này, đường lớn ở phía dưới tận cùng của màn hình này. Cam bay hơi lắc, cô chú chị thông cảm nhé. Ở cái khu này mặt tiền này kéo dài tới vòng xoay sẽ là 80m cô chú chị nhé. Giá bán thì khoảng 2 tỷ rưỡi một nền. Đó thì chúng ta sẽ tùy nhé, nhưng mà cũng tùy, có nhiều người vẫn đang gửi tôi 4 tỷ cô chú chị ạ. Và cái giá 4 tỷ thì với tại thời điểm bây giờ thực sự là không bán được. Mình cũng nói thẳng luôn là không bán được. Phía dưới chúng ta đây chính là tuyến đường D19. D19 thì sẽ song song với D18 của chúng chị nhá, mà nó ở phía trong, nó chỉ có bị một rào cản là ngay vị trí của tuyến N23, nó bị ngăn cách N23 và N23 lại có con lươn. Đấy thì mình không hiểu là tại sao họ lại không trừ một cái ngã tư đây nữa. Đấy, tại vì ngã tư như thế thì hơi dày đặc. Và phía trước của chúng ta, phía dưới sẽ là vòng xoay và phía trước là D18. Ở đây ngay góc này là một cái góc đắc địa độc nhất, là góc vòng xoay duy nhất ở trong tái định cư Lộc An Bình Sơn, là góc chợ.
thì có 4 lô góc, thì một lô góc là chợ rồi. Chợ này là 2 hecta của chúng chị nhé. Hiện tại thì đang thi công và xây dựng. Mình thấy ráp cái nhà kèo này lên cũng được cả tháng rồi mà tại sao cô chưa lập mái nữa của chúng chị. Đó, thì chợ nhá, chợ đang thi công. Và phía dưới thì ngay cái vị trí chợ thì lại có một con đường đi ra rất là đẹp như thế mà lại vô tình có một con lươn. Mình cũng không hiểu tại sao mà trong tay cư Lộc An Bình Sơn có những tuyến đường làm những con lươn rất là vô duyên luôn. Nhưng mà không có con lươn thì giá trị bất động sản ở đấy sẽ tăng cao rất là nhiều và rất là đẹp. Thì mình nghĩ rằng là để ổn định cái dòng giao thông thì họ đã làm con lươn để ổn định dòng giao thông. Tuy nhiên thì về thực tế sử dụng thì do có con lươn cho nên là cái tuyến đường nó rất là bị cản trở. Đó, như tuyến đường D10 này này, đáng lẽ một trong những tuyến đường rất là sầm uất, tuyến đường 33m đóng thuế thì khá là cao, tuy nhiên thì cái sử dụng nó lại bị dính một cái con lươn khá là to. Mình không thích về cái vấn đề này. Đó, nhiều lúc như cái tuyến đường 48m có con lươn là đúng, còn như những cái tuyến đường 33m này có con lươn thì nó ổn định cái dòng xe hơn, nhưng mà thực tế để mà người dân mang lại cái sự tiện ích thì lại không có cho người dân. Đó, như phía dưới chúng ta tuyến đường N25 này, tuyến đường này thì khá là đẹp song song và cái vị trí rất là đẹp, ngay vị trí chợ, ngay vị trí gần vòng xoay. Đó, những dọc N25 thì rất được nhiều người dân săn đón nhé cô chú anh chị nhá. Vâng, đây chính là mặt tiền đường D10 mà hồi nãy hình như Thành Len đã có quay qua một lần rồi. Tuy nhiên thì để cho mọi người chúng ta nắm rõ hơn thì Thành Len sẽ quay chi tiết nhá. Đó, chúng ta thấy những cái đường này không? Đường phía dưới đó chính là tuyến đường N30. N30 là một tuyến đường đẹp cô chú anh chị nhá, một tuyến đường rất là đẹp. Tuy nhiên nó chỉ là 17m thôi nhưng cực kỳ đẹp. Thành Len đánh giá rất là thích cái tuyến đường đấy, bởi vì nó thông đằng trong, thông suốt hết. Đó, như những cái tuyến đường phía dưới chúng ta đây, đây chính là một trong những cái tuyến đường mà rất là đông dân rồi này. Dân hai bên là khá là tương đối nhiều cô chú anh chị ạ. Và những cái vị trí mà để mà mua bán mà kinh doanh á, thì như cái mặt tiền đường N39 ở phía trước của chúng ta, đây cũng là cái vị trí mà kinh doanh được. Còn như cái đường ở phía sau là tuyến đường N38, N38 Thành Len đánh giá cũng khá là đẹp, cũng khá là cao. Đó, thì với cái tuyến đường N39 này, giá bán bây giờ có nhiều chủ đang bán có sổ rồi là 5 tỷ 4. Đó, 5 tỷ 4 thì khá là đắt. Đó, và hiện tại thì Thành Len thấy rằng nếu mà ở cái tuyến đường N39 này thì rất là ít cái người đang bán, và giá bán thì sẽ là khoảng 3 tỷ rưỡi, đó là giá tốt nhá, săn được giá tốt nhá. Còn không săn được thì 4 tỷ của chúng chị nhá, 4 tỷ, và ngày xưa thì 6-7 tỷ, bây giờ thì giá nó đã rất là đau rồi, giá đã đau 50% rồi của chúng chị ạ. Đấy, thì tại sao mà Thành Len nói như vậy thì để cô chú anh chị hiểu rõ được. Ở xã đang thi công ở phía sau này, cô chú anh chị thấy ở phía sau không? Xã đang thi công một cái công trình ở góc xã, thì mình không biết là công trình là công trình gì, nhưng mình đoán là đang thi công hội trường. Tại vì mấy hôm nay mình đang lo tiếp khách nhiều quá, mình chưa cập nhật thông tin là đang xây gì nha. Đây chính là, chắc là mình nghĩ là hội trường, chắc chắn là như vậy. Đó, thì chúng ta đang thấy rằng đây chính là cái phân khu rất là đẹp này. Phân khu này thì nhà xây rất là nhiều và đang xây một cái công ty khách sạn ở đấy. Đó, 2 lầu 1 trệt để chúng ta biết được cái độ xây dựng cũng như là cái chiều cao cho phép ở trong tái định cư Lộc An Bình Sơn nha. Với những cái trục đường như D18 này, những sản phẩm đang bán này, đây thì giá bán sẽ là từ 4 tỷ đó, 4 tỷ đến 5 tỷ một nền. Cái góc toàn thắng này, một góc quán cà phê rất là đẹp của chúng chị ạ. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là với những cái vị trí trục đường N23 này, và phía dưới sẽ là tuyến đường D19 này, đấy là những cái trục mà chúng ta sẽ thấy rằng là dân cư rất là đông. Với cái vị trí trước mặt của chúng chị ở đây thì ở phía trong đó chính là trường mầm non Suối Trầu đã đưa vào hoạt động rồi nha. Đó, thì đó chính là cái ngôi trường mầm non thứ 3 mà tôi đã quay cho cô chú chị rồi. À, thứ 4 rồi chứ. Tại vì có một cái ban đầu là đã quay cái trường mầm non màu xanh ở phía trên rồi. Và trước mặt của chúng ta đây chính là cái nhà thờ thứ 2 cô chú chị nhá. Nhà thờ giáo xứ Thành Đức. Nhà thờ này cũng đã xây được 50% và còn lại thì cũng đang thi công.
đó chính là hai cái nhà thờ trong khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, mà nhiều người theo đạo thì không biết là mình có nhà thờ để đi hay không, thì Thành Lên cũng quay thực tế để mọi người có thể nắm được. Trước mặt của chúng chị đó chính là cái vị trí nhà thờ đang thi công, và kế bên nhà thờ thì chúng ta mới đi qua cái tuyến đường N30, một cái tuyến đường Thành Lên đánh giá khá là cao, rất là đẹp mà rất là thông thoáng. Vâng, cô chú chị đang được nhìn thấy trước mặt của chúng ta đây này, đó là nhà thờ nhá, toàn cảnh nhà thờ này. Đây là N30 này, cô chú chị thấy cái tuyến đường N30 không? Hồi nãy Thành Lên đã nói là tuyến N30 là tuyến này, nó rất là thông thoáng và nó dọc xuống theo cái nhà thờ này. Thì cái tuyến đường N30 Thành Lên đánh giá rất là cao. Nếu những cái bất động sản N30 thì nếu có thì cô chú chị nên mua. Đó là những cái tuyến đường đẹp mà giá cả nó hợp lý. Còn phía dưới chính là D22, D22 thì phân khu cái khúc này là khúc nhà vườn này. Còn hiện tại thì Thành Lên cũng đang có một cái nhà cấp 4 ở D22 đang bán chưa có sổ, rồi 3 tỷ rưỡi của chúng chị ạ. Nếu cô chú chị cảm thấy hợp lý thì chúng ta có thể mua. Và như vậy thì cô chú chị nếu cần mua bất cứ một bất động sản nào tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn và những cái mức giá phân khu như thế nào thì hãy liên hệ Thành Lên, số điện thoại Thành Lên để trên màn hình. Cô chú chị đang được thấy đây chính là toàn cảnh khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, với lượng cư dân cũng như là mật độ xây dựng đã chiếm tới khoảng tầm 40% rồi. Và hiện tại thì chúng ta đang nhìn thấy về cái hướng này, đây chính là toàn cảnh để chúng ta nắm bắt được rõ về khu tái định cư Lộc An Bình Sơn của chúng chị nhá. Khu tái định cư Lộc An Bình Sơn thì khá là gần sân bay quốc tế Long Thành, sau này di chuyển rất là nhanh của chúng chị ạ. Và như thế thì Thành Lên xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký và thả tim, hay có bất cứ câu hỏi nào thắc mắc về khu tái định cư Lộc An Bình Sơn hay bất động sản quanh khu vực sân bay quốc tế Long Thành thì hãy comment hoặc kết bạn Zalo với Thành Lên. Thành Lên thì thường xuyên liên lạc bằng Zalo. Cô chú chị hãy liên hệ với Thành Lên qua Zalo, số điện thoại trên màn hình cô chú chị nhé. Tái định cư Lộc An Bình Sơn thì cũng sẽ tăng giá sau khi mà sân bay đưa vào hoạt động, cho nên cô chú chị nhanh tay mua trước khi mà năm 2026, và bây giờ chính là thời điểm vàng để cô chú chị có thể đi mua được cái bất động sản rẻ, ngộp và đẹp của chú chị nhé. Hiện tại thì Thành Lên cũng đang có những bất động sản giá rất là hợp lý ở khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, còn những cái lô siêu ngộp thì bây giờ đã hết hàng rồi. Trên thị trường Thành Lên đảm bảo là sẽ không còn những lô mà bán tống bán tháo nữa rồi. Và bây giờ thì Thành Lên sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Thành Lên chuyên bất động sản khu vực Long Thành và ven sân bay quốc tế Long Thành xin kính chào cô chú anh chị. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhé.